Mâm nhà sẽ cho một thìa canh đường, một thìa canh giấm, 1/2 thìa canh nước mắm và một thìa muối nhỏ. Sau đó trộn thật đều các loại gia vị vào với nhau thôi nào. Và đừng quên cho cả một phần ớt sừng và tỏi đã băm vào nữa nhé. Tùy vào khẩu vị của từng nhà, từng người mà các bạn có thể tăng giảm các loại nguyên liệu để cho vừa miệng mình. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một nửa chỗ lạc rang đã chín rồi dùng chày đập dập. Chúng mình chỉ cần đập dập đến khi lạc vỡ ra hơi vụn chứ không cần đập nát đâu nhé. Giờ thì món ăn của chúng ta cũng đã sắp hoàn thiện rồi. Mọi người cho đu đủ và cà rốt đã được bào sợi cho vào một bát to. Rồi cho thịt bò khô. Mọi người nhớ là phải xé nhỏ bò khô ra để cho dễ ăn hơn nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ cắt nhỏ rau kinh giới vào bát. Rau kinh giới không chỉ là loại rau xanh quen thuộc với mọi nhà mà còn có công dụng chữa trị rất nhiều loại bệnh. Vì vậy đừng bỏ qua loại rau nhỏ mà có vỏ này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ phần nước mắm đã pha và phần lạc rang đã được đập nhỏ lúc nãy vào bát rồi trộn thật đều. Mọi người chú ý là khi trộn, các bạn phải trộn thật đều để các nguyên liệu thấm đều vào nước mắm. Như vậy miếng đu đủ sẽ được mềm hơn, khi ăn sẽ vừa miệng và ngon hơn nhiều đó. Và mọi người cũng cần trộn nhẹ tay thôi để không làm nát đu đủ. Vậy là đã xong rồi, bây giờ thì bày nộm thật đẹp ra đĩa nào. Cho thêm một chút lạc và bò khô lên trên nữa nhé. Mình rất thích ăn thịt bò khô nên sẽ cho nhiều hơn một chút. Và giờ thì đã sẵn sàng thưởng thức món ăn của chúng mình chưa? Không ngờ món nộm đu đủ bò khô lại đơn giản như vậy phải không nào? Đu đủ giòn giòn, bò khô cay cay, ăn cùng nước sốt chua ngọt cực hợp với mùa thu se lạnh phải không nào? Làm ở nhà vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh mà lại tiết kiệm nữa. Mâm nhà chúc các bạn ăn thật ngon miệng. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Mâm Nhà để chúng mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người nhiều món ăn ngon hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!